Phía sau tôi ngay bây giờ là mẫu xe 7 chỗ giá rẻ từng làm mưa làm gió tại Ấn Độ và một số nước khu vực Đông Nam Á. Vâng, Honda Mobilio. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Yes. À, phiên bản Mobilio này là phiên bản RS với những cái trang bị thể thao là kit, là cánh lướt gió. Lúc nãy thì mình vừa ngắm cái mẫu Etiga Xpander Mobilio, mỗi xe một vẻ. Thì đầu xe của Mobilio bây giờ thì đã được thừa hưởng cái chiết lý thiết kế mà đã ứng dụng trên Civic, và Civic cũng rất thành công, và nó đã thành công với cái thiết kế đó. Thì bây giờ Mobilio này đã đẹp rồi, đèn được thu nhỏ hơn. À, nhưng mà thực ra là mẫu xe này nếu mà nhìn là nó nhỏ hơn hẳn Xpander luôn. Phần đầu nó không cao mà nó lại dốc xuống, trông nó không đầu gấu bằng. À, ngay cả về kích thước tổng thể cũng vậy. Mẫu xe này có kích thước tổng thể là chiều dài cơ sở là khoảng 2m6, còn Xpander là tới 2m75 cơ, tức là sát về 2m8 rồi. Đấy, các bạn có thể nhìn toàn cảnh thì rõ ràng là nó nhỏ hơn. Chiều dài tổng thể của mẫu xe này chỉ có khoảng 4m386mm thôi, còn Xpander là 4m475, gần 4m5. Đấy, chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều thua, vì vậy là nhìn nó nhỏ hơn. À, bản này là phiên bản RS này, 760.000, nó khoảng 560-570 triệu tiền Việt. Nhưng mà đây là bản thể thao. Nếu mà là bản dưới bản RS này thì mình đoán cái giá nếu mà tại thị trường Thái như này nó khoảng 530-540 gì đó. Honda thường định vị giá cao hơn Mitsubishi, thậm chí là cả Suzuki vân vân, nó khoảng mấy chục triệu, 20-30 triệu. Etiga thì tại thị trường Thái là bản cao nhất, là bản GX là 515-516 triệu. Đấy, có thể quy đổi tương đối thôi. Thiết kế đèn halogen, xóa phản xạ đa chiều, phay khía khía, trông như đèn LED. Rồi, lưới tản nhiệt thì là quá đặc trưng rồi, cản dưới. Đấy, có bộ kit thể thao ở trong xe, nó đáng yêu hẳn. Đèn gầm, vành, mâm. Mâm này nhìn nó có gì đấy thời trang, trông nó simo hơn Etiga lúc nãy mình có xem. Đấy, ở cái dòng xe, các cái dòng xe 7 chỗ giá rẻ của Suzuki, của Mitsubishi, của Honda nó tương đối là giống nhau. Các bạn có thể thấy kiểu thiết kế 7 chỗ đặc trưng về trang bị, về ngôn ngữ thiết kế đấy. Nhưng mà phần đuôi này nó hơi bóp lại, nó không phình ra như Xpander, Etiga cũng vậy. Phần đuôi sau nó rộng, nó đèn sau. Xe này mình không thấy cảm biến, không thấy cảm biến ở đâu cả, nhưng lại có camera lùi. Etiga lại chưa thấy camera lùi. Cánh lướt gió ở trên thì là trong cái kit thể thao. Ở bên Thái thì các xe người ta thường sẽ hay độ thêm rất nhiều. Và cái phần ô cửa kính này là cái điểm rất hay nhá, nó tạo cái cảm giác liền mạch ở cái trụ D trên cái dòng xe này. Đấy, trông nhìn này, nếu mà nhìn cái mảng này, nhìn những xe sang mà nó cảm giác này, nó rất là liền mạch luôn, nó phẳng. Cái trụ này mà sơn bóng nữa thì nó mới liền, đây lại sơn hơi sần và mờ. Phần thiết kế, phần riêng cái phần thiết kế cái mái vòm phía sau này là đẹp đấy, là rất đẹp, ghi điểm luôn. Rồi, gương, có xi nhan trên gương. Loanh quanh mấy xe này nó cũng tương đối là giống nhau, cùng là động cơ 1.5, cửa thông minh,
Bên thành cửa này thì trông lại hơi đơn điệu. Etiga lại có cái ốp, Etiga cả Xpander đều có cái phần ốp giả gỗ ở đây, trông nó bóng bẩy hơn. Có gập gương, gương chỉnh điện, rồi kính lái auto tương đối là giống nhau. Khởi động nút bấm. Thiết kế của cái dàn táp lô của Honda Mobilio này thì nó chia thành nhiều mảng, nó không liền mạch như cái Etiga. Rồi vô lăng kiểu Civic thể thao, chỉnh âm lượng mốt, không thấy cruise control. Như vậy là ba cái sản phẩm Xpander, Mobilio và Etiga thì có mỗi Xpander tôi thấy có cruise control. Bảng đồng hồ không có màn hình kỹ thuật số ở giữa, hoặc là nó chưa bật. À đây đây đây, bên này bên phải này không bật được, tối om nên nhìn thấy đồng hồ vòng tua đây, đồng hồ công tơ mét và đồng hồ kỹ thuật số đây, không phải màn hình vuông. Rồi à, cái một màn hình nó khoảng 4 inch nhỉ, màn hình này khoảng 4 inch, có aux, có usb hdmi, rồi có hiển thị camera lùi. Đây, cửa gió điều hòa phía trên nó lại tầng tầng lớp lớp. Nếu mà nhìn cái mảng phía bên trái này không thì trông khá là sang, nhưng mà về cái thiết kế tổng thể mình thấy nó hơi vụn một tí. Đó, rất là giống nhau. À, điều hòa, đây là điều hòa tự động luôn, điều hòa auto luôn. Xpander và Etiga lại là điều chỉnh cơm. Đó, chỉnh gió bên này. Điều hòa auto nhá, nhưng mà lấy gió trong gió ngoài lại là gạt gạt cơ. Rất dị. Cổng sạc, ngăn khay chứa đồ vân vân, hộp số. Phanh tay cũng không có bọc da. Đấy, nhưng mà phanh tay này trông nó nhỏ gọn. Vị trí ghế thì điều chỉnh bằng cơm. Thiết kế khá là thông minh, và thông minh ở đây là về cái khả năng cái không gian sử dụng và cái vị trí các cái ngăn chứa đồ thưa các bạn. Hộp số đây là hộp số tự động vô cấp, và Honda thì luôn thích những cái hộp số CVT. Có cái phiên bản manual, phiên bản chỉnh cơm số tay, nhưng mà nó là bản 5 cấp. Bây giờ thì cũng lười lái số tay lắm rồi. Cái màn hình này lúc nãy là mình hơi nhầm một chút nhé, nó là 5-6 inch, nó phải to hơn, không phải 4 inch, oan em nó quá. Vô lăng chắc chắn là cũng chỉ là chỉnh cơ rồi, chỉnh cơ đây rồi. Nhưng mà so với cả Xpander và Etiga ấy thì động cơ trên Mobilio lại có dung tích tương đương 1.5, sử dụng trục can đơn, nhưng mà công suất mã lực lại là lớn hơn, khoảng 118 mã lực gì đấy, và mô men xoắn cực đại cũng vậy, nhỉnh hơn đấy. 145 Nm thì phải, mình nhớ không nhầm. Bây giờ thì mình sẽ xem phần trần nào. Phần trần có không? Có phần trần, có phần tròn, có cửa gió điều hòa, có cửa gió luôn, lấy gió ra phía sau này, cũng thiết kế lõm. Thiết kế không khác gì Xpander hay là cả Etiga. Những sản phẩm này như anh em đó. Đấy, cũng hàng cửa gió điều hòa ra phía sau. Ba, rồi gồm ba cửa gió. Etiga với cả Xpander là 4 cửa. Và cũng trần thiết kế lõm. Đây, nhưng mà cái phần đuôi này, cái phần này là thiết kế vòm lên rất nhiều. Cái trần của những cái mẫu xe thiết kế dành cho thị trường Ấn Độ ấy, các bạn sẽ thấy là cái phần trần nó sẽ rất là cao, bởi vì người Ấn Độ sẽ hay đội các cái mũ á. Đấy, cũng có ô thoáng. Những chiếc xe MPV không gian phải thoáng, nhưng mà có vẻ như diện tích nó có gì đấy bằng cảm quan thôi. Kích thước cũng bé hơn. Đây, hàng ghế đây. Và đương nhiên rồi, nếu như muốn ngồi hàng ghế thứ ba
một cách thoải mái thì chúng ta phải điều chỉnh cái ghế này, à, ghế thứ hai lên. Tôi hay gọi là cân bằng các nhóm lợi ích khác nhau. Đó. Đó, kéo lên kéo xuống và gập cái này ạ. Để vào. Đấy, cũng một chạm. Rồi, và khi đấy thì cái không gian, cái khoảng giữa chân nó sẽ tốt hơn. Đấy, nó sẽ được như thế này, các bạn có thể thấy. Và những mẫu xe này thì đương nhiên là các cái khu vực chứa đồ này. Đấy, khay để nước thoải mái luôn. Và sẽ không ghế nỉ. Cái nỉ này có vẻ đẹp đấy. Thực ra nhìn là mình ưng hơn cả Xpander với cả Etiga đường may chi nổi. À đây là phiên bản RS. Còn phiên bản RS thì đương nhiên rồi. Giờ xem dung tích hàng cốp sau xem như thế nào. Cũng rộng. Mấy mẫu xe này cạnh tranh dã man thật. Nó cứ gọi là cạnh tranh tới từng cm, từng mm luôn. Nhưng mà ở đây là mình không thấy có một cái ngăn, nó không có một cái khay ở dưới. Ví dụ cắt những đôi giày hoặc là những cái gì như Etiga, như Xpander là không có. Và đây, cái phần này này, do cái phần ở trên nó bóp lại cho nên cái không gian, nếu mình ngồi ở như thế này ba người chẳng hạn thì cái phần đầu mà nó sát về kính này là khá nhiều. Xe cứng cáp đấy, không hiểu sao xe bày triển lãm xe nào cũng đẹp, bóng lộn. Rồi anh em xem thì cho Hùng xin một subscribe, một comment, một cái rung chuông, một cái hành động gì đấy nhá. Xin cảm ơn tất cả anh em quý vị và các bạn. Xin chào.